cho mọi người lại quay lại với video clip của mình ngày hôm nay. Thời tiết dạo này rất là nắng nóng, khoảng từ 30 mấy độ trở lên, và chắc chắn là các bạn sẽ ra một hồi rất là nhiều và cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hôm nay trong video clip này mình sẽ mang theo cho các bạn những cái loại nước uống để giúp cho các bạn bổ sức khỏe và không có hại cho làn da, vì nếu mà uống trà cà phê quá nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới làn da của bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu một cái ok, và chồng mình xin đến trích lại. Hôm nay là do nhà mình nó quá nóng cho nên là mình mới phải vào đây để mình uống nước. Thì hai cái loại nước mà mình có thả mắt nước cho các bạn trong cái mùa nóng này nó sẽ không phải là trà và cà phê, thì hôm nay là do mình nóng quá cho nên mình mới vào cái phòng máy lạnh để mình ngồi thôi. Thì hai cái loại nước đó chính là, một là rau má và hai là nước mía, và nó cũng tốt, rất là tốt cho làn da của các bạn luôn. Ok, thì trong các video clip của trước của mình đó, mình luôn luôn nói với các bạn là khi mà mình bị mụn là mình sẽ luôn luôn hạn chế đường đúng không? Nhưng mà cái đường mà mình nói đó thì là đường tinh chế. Đường tinh chế có một cái thời gian là mình kiêng đường rất là nhiều, và mình kiêng cả đường trái cây, tại mình là biết cái trái cây lúc trước đó. Thì sau đó một thời gian là mình bị đau đầu rất là nhiều, thì cuối cùng mình mới biết là do mình bị sụt giảm cái lượng đường huyết nó quá nhiều. Thì sau đó là mình đã bỏ bỏ bằng cái lượng đường huyết tự nhiên, là đường tự nhiên chứ không phải là đường tinh luyện, là đường tinh chế nha. Thì nó sẽ gồm từ nước mía, từ cái trái cây ngọt. Thì đặc biệt là nước mía trong cái mùa này nó sẽ rất là tốt, đồng thời cái nước mía nó có đường, nó có đường tự nhiên, nó giúp cho não của mình hoạt động phát triển, giúp cái cơ thể của mình giải nhiệt, và nó đào thải muối trong cơ thể mình ra, đồng thời nó còn chứa những cái khoáng chất vi lượng rất là tốt, bây giờ là sắt, vitamin C, vitamin E, nó rất là nhiều cái vitamin, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình được bổ sung rất là nhiều khoáng chất và đường tốt ở trong cơ thể. Thì khi mà đường tốt trong cơ thể nó sẽ vận hành trơn tru cái bộ máy hoạt động của cơ thể. Chắc chắn là cơ thể mình phải mạnh thì làn da mình mới phải mạnh. Thì ở những nước Ấn Độ và ở nước ngoài họ rất là chuộng nước mía, họ rất là thích uống cái vị của nước mía đó. Quá là được nhiều người bán và cảm thấy là quá gần gũi cho nên là người Việt Nam họ hạn chế uống nước mía. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn hãy thay thế những cái loại nước ví dụ như trà sữa gì đó, thì các bạn đừng nên uống, các bạn hãy uống loại nước mía rất là thân thiện với lại người Việt Nam, và đồng thời là rất là tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày bạn uống ly nước đều, nước mía đều hàng ngày vẫn không sao cả, nó sẽ giúp bạn duy trì ổn định cái lượng đường huyết tốt ở trong cơ thể, đồng thời là duy trì cái cân nặng đó và bổ sung rất là nhiều vitamin và khoáng chất và giúp cho hỗ trợ cho làn da sáng hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Nước tiếp theo mình nói tới đó chính là rau má. Thì rau má là bạn thấy cái nước màu xanh đúng không? Những cái loại nước có màu xanh nó chứa rất là nhiều dịch vụ tố, và cái dịch vụ tố này nó sẽ tương gần giống với lại cái cấu trúc của hemoglobin trong cơ thể của mình, là cái cấu trúc máu á. Thì cho nên là những loại nước màu xanh rất là xanh, ví dụ một quả lúa mì hay rau má, nó đều có giúp mình tái tạo hồng cầu. Ngoài ra rau má thì còn có cung cấp những cái, nói chung là kích thích cái dịch vụ mình tiêu hóa chất béo và rất là tốt cho gan. Thì ví dụ như một tuần bạn uống tầm khoảng 3 ngày rau má thì rất là tốt. Rau má nhưng mà dạng như bạn có thể uống là uống đường vàng cũng được, hoặc là các bạn có thể uống không đường, có thể thêm một chút đậu xanh thì rất là tốt. Nó sẽ bổ máu này, bổ dịch mật cho cơ thể, và từ đó nó sẽ làm các bạn tiêu hóa lên dễ dàng hơn, và làm tức là nó sẽ giúp kích thích các bạn ăn nhiều hơn trong cái thời gian nắng nóng này. Tại vì nắng nóng này sẽ rất là biến ăn, và nếu mà dịch mật tốt thì da nó cũng sẽ rất là tốt. Thì cho nên các bạn hãy cứ luôn phiên nước mía và rau má trong cái những cái mùa hè này. Tại sao mình lại nói đến video clip này? Tại vì thật sự khi mà trong cái quá trình mình tìm hiểu về làn da và sắc đẹp á, thì nó sẽ liên quan rất là nhiều đến cái vấn đề sức khỏe của bạn. Nếu chẳng hạn như vấn đề sức khỏe của bạn không được cải thiện, ví dụ chẳng hạn như bạn có thấy cái người nào mà bị bệnh mà da lại đẹp không, rất là khó luôn đúng không? Thường là nó sẽ là ok, sức khỏe tốt thì nó đến, sau đó nó mới đến làn da tốt, thì nó sẽ là tỷ lệ thuận với nhau. Cho nên là cái thời gian này mình tìm hiểu rất là nhiều về những cái kiến thức về đông y, về y học, về chữa bệnh tổng quan luôn, về cân bằng năng lượng, thì mình mới rút ra tất cả những cái KOL, những cái người bác sĩ thầy thuốc về đông y hoặc là về y học tự nhiên, thì họ đều khuyến khích là uống nước mía và rau má, thì hai cái loại này rất là tốt cho cơ thể. Thì ngoài ra đồng thời nó còn rất là rẻ nữa, và các bạn có thể thay thế hoàn toàn trà và cà phê thì lúc các bạn tức là cà phê thì mình nói các bạn, nếu mà chẳng hạn bây giờ kêu các bạn bỏ rất là sẽ khó, tại vì nó sẽ bị nghiện. Nhưng mà tuy nhiên khi mà cà phê các bạn uống nhiều, nó sẽ tăng cái sự viêm ở trong cơ thể mình lên, đồng thời là nó sẽ tăng cái lượng xenoestrogen ở trong cơ thể, và nó sẽ làm một quai hàm bụng cổ rất là nhiều. Tại vì mình đã có một cái thời gian mình uống cà phê thử 3-4 ngày liên tục á,
và khi đó cái bụng cổ mình nổi đầy luôn thì đó là do, và khi mà mình uống đêm á thì nó sẽ thải cái nước tiểu nó khá là vàng cam. Nhưng mà nếu chẳng hạn như một cái chế độ ăn bình thường mình không có ngồi cà phê thì mình thấy cái nước mình cũng uống đêm thì cái nước tiểu nó không có vàng cam như vậy, chứng tỏ cà phê có một cái lượng xenoestrogen cực kỳ lớn. Còn trà thì mình đã có một thời gian mình uống trà rất là lâu, từ 4 đến 5 năm luôn, và ngày nào cũng uống, mình bị nghiện luôn. Và sau đó thì mình đã gặp hai, nói chung là mình đã bị cái quả là bị thiếu máu trầm trọng và bị tuyến giáp, là khi mà trà là nó sẽ đào thải khí ốt trong cơ thể, và đồng thời là có tủ sắt, khi mà có tủ sắt mà sắt nó không có tồn tại dưới dạng nhông mà nó sẽ không hấp thụ trong cơ thể và nó sẽ không có tạo hồng cầu. Cho nên trà cà phê thì lâu lâu các bạn nên mới uống thôi, chứ đừng có uống thường xuyên. Thì uống thường xuyên thì nên là uống nước mía rau má và nước lọc là tốt nhất. Thì khi mà cơ thể các bạn khỏe mạnh, đồng thời là da của các bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video clip ngày hôm nay, hy vọng là cái clip này sẽ hữu ích cho các bạn. Và hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể biết thêm nhiều kiến thức về điều trị mụn, về chăm sóc từ bên trong, điều trị da và nếp nhăn chống lão hóa, giảm mỡ bụng. Xin chào.